Mặc dù là Apple từ lâu đã tích hợp tính năng quay chụp màn hình vào máy Mac của mình và dần dần cải thiện, nhưng mà nó thì vẫn chỉ giới hạn ở những gì Apple thấy là hữu ích cho đa số người dùng mà thôi. Các bạn đã bao giờ muốn chia sẻ những gì đang xem, chụp lại và gửi cho bạn bè, nhưng lại không thể giải thích chi tiết được tấm hình mình chụp hay không? Như là đánh dấu, hướng dẫn các bước cài đặt phần mềm một cách nhanh gọn rồi gửi đi. Nếu màn trình quay chụp mặc định sẵn có của macOS chưa đủ tốt, thì phần mềm này là thứ bạn cần, CleanShot X. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu các tính năng của nó và các bạn có thể cân nhắc là có nên sử dụng nó hay không nhé. Đầu tiên thì là một số lý do mà mình thích phần mềm này. Giao diện thân thiện, hiệu suất cao, các công cụ viết vẽ tích hợp, chụp quận, cửa sổ, toàn màn hình hoặc là một khu vực tùy chỉnh, quay lại màn hình dưới dạng video hoặc là ảnh GIF, có ghi lại âm thanh hệ thống, tổ hợp phím tùy chỉnh, có thể tải ảnh và bản ghi lên cloud và nhận liên kết để chia sẻ. Tiếp theo là các tính năng chính của CleanShot X. Đầu tiên đấy là Quick Access, truy cập nhanh. Ngay sau khi chụp ảnh màn hình hoặc là quay video, các bạn sẽ thấy có một cái cửa sổ nhỏ bật lên ở góc màn hình. Nó được thiết kế để xem, chú thích, chỉnh sửa hoặc là chia sẻ. Chúng ta có thể lưu, sao chép hoặc là kéo thẳng nó vào các ứng dụng khác. Có thể điều chỉnh kích thước, vị trí của cửa sổ nhỏ này bên trái hoặc là bên phải màn hình. Hỗ trợ Multi-Display, đa màn hình. Có trò chuột đang ở màn hình nào thì cửa sổ nhỏ sẽ xuất hiện ở màn hình đó khi chụp xong. Có thể tự lưu và đóng, tùy chỉnh thời gian đóng từ 5 giây đến 10 phút, tự lưu vào. Tự động upload lên cloud và đóng lại sau khi upload xong. Tùy chọn lưu một vào chỗ đã định trước hoặc là hỏi mỗi lần chụp. Khi mà muốn chỉnh sửa thì chúng ta di chuột vào cửa sổ ảnh thu nhỏ, nhấn vào biểu tượng bút chì ở góc dưới bên trái này để tới tính năng thứ hai. Chú thích với Annotate Tool. Đây là một trong những tính năng mà mình sử dụng thường xuyên nhất. Chỉ trong vài giây thì các bạn có thể viết, vẽ lên ảnh chụp màn hình để làm nổi bật cái phần mà mình muốn. Đánh dấu một số thông tin nhất định để minh họa ý tưởng hoặc là quan điểm của mình. Khi chụp xong thì các bạn sẽ thấy là có một hàng công cụ bên trên ảnh như thế này. Từ trái qua phải bao gồm là công cụ crop ảnh, tùy chỉnh cái kích thước ảnh theo mong muốn. Kéo thả bốn cạnh tới khi vừa ý thì nhấn vào crop ở góc bên phải để lưu lại. Chúng ta cũng có thể chọn cái tỷ lệ ảnh có sẵn khi nhấn vào đây. Mục này là thêm ảnh, các bạn có thể chụp luôn ảnh mới ngay lúc đó để thêm vào hoặc là chọn tùy chọn dán từ clipboard, chọn ảnh có sẵn. Bên cạnh là tùy chọn Add Background, thêm nền vào ảnh chụp màn hình. Có khá nhiều cái tùy chọn ở đây, cực kỳ đa dạng, các bạn tự mò mẫm xem thêm nha. Tiếp theo là một thanh công cụ bao gồm các cái tùy chọn cụ thể sau đây. Mũi tên này là để di chuyển những thứ được thêm vào như là ảnh này, hoặc là ghi chú đã viết. Đây là tạo đường kẻ ô vuông giúp đóng khung một khu vực mong muốn. Bên cạnh là tạo hình vuông fill đầy bên trong. Bên cạnh là hình tròn, đường kẻ, mũi tên, chữ, tùy trường hợp mà sử dụng ha. Biểu tượng này thì là Redux, làm mờ vùng được chọn dạng pixel như thế này. Tiếp theo thì là Spotlight, chọn một vùng và làm sáng nó lên. Vùng bên ngoài tối đi giúp làm nổi bật cái phần được chọn. Đây là Counter, biểu tượng số 1. Chọn vào và nhấn vào chỗ mong muốn, số sẽ tăng dần. Mình thường dùng cái này để hướng dẫn các bước làm. Biểu tượng hình bút chì này thì là draw, vẽ tùy ý. Có một cái khá hay đấy là nét vẽ dù có như thế nào thì sau khi nhả chuột nét sẽ tự chỉnh đường cong mượt hơn. Cuối cùng thì là highlighter, giống như là tô bút highlight chúng ta hay dùng lúc tô sách thôi. Các tùy chọn bên cạnh thì có tùy chỉnh màu sắc, kích thước. Thứ ba thì là về ảnh chụp và quay màn hình. Với mình nhá, hiện tại đang làm marketing, mình chụp và quay màn hình máy Mac cho nhiều mục đích. Đơn giản như là làm video này cho các bạn xem. Tuy nhiên các ứng dụng mặc định của macOS thì không cung cấp nhiều tính năng và khó sử dụng khi mà nói về giao diện. Còn với CleanShot X thì chúng ta có thể chọn một khu vực tùy chọn hoặc là chụp toàn màn hình, chụp một cửa sổ, chụp quận trang hoặc là hẹn giờ chụp. Hoặc là khi muốn ghi hình thì chúng ta có thể chọn giữa quay video hay là ảnh GIF, chọn quay một cửa sổ, một khu vực hay là toàn màn hình với các tùy chọn như là ghi âm lại bằng microphone hay là âm thanh hệ thống chẳng hạn.
Chúng ta cũng có nhiều cái tính năng phụ như là hiển thị thời gian quay ở trên thanh menu, tự động bật chế độ Do Not Disturb là không làm phiền khi quay, hiện ẩn hoặc là làm highlight con trỏ chuột, chỉnh sửa FPS và độ phân giải của video hay là ảnh GIF. Thứ tư đấy là nhận dạng văn bản OCR. Với tính năng này thì khi chọn các bạn chỉ việc kéo vùng ảnh có chữ, CleanShot X sẽ trích xuất văn bản trong vùng đã chọn và việc của chúng ta là chỉ cần dán vào chỗ mà mình cần. Lưu ý là với tiếng Việt thì mình sẽ lỗi phông hơi nhiều nha, các bạn có thể áp dụng với tiếng Anh. Mình dùng thì chưa thấy nhận diện sai bao giờ. Thứ năm cũng là tính năng cuối, đấy là lưu trữ cloud để chia sẻ. Các bạn có thể lưu ngay các ảnh chụp màn hình vào CleanShot Cloud. Khi chụp xong thì có một biểu tượng đám mây ở đây này, tải lên và tự động nhận link để chia sẻ. Khá là tốt cho một nhóm người dùng đúng không? Để có tính năng này thì các bạn cần phải đăng ký một tài khoản CleanShot nha, được 1GB cloud. Mình thì thấy không có nhu cầu nên là không đăng ký. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể xem và mở lại các cái hình hay là video đã quay chụp trong Capture History để dùng lại nha. Chọn và kéo thả vào cái ứng dụng mà mình cần thôi. À, một cái nữa đấy là CleanShot thì hỗ trợ phím tắt tùy chỉnh. Mình thì cài đặt thay thế phím tắt macOS luôn, coi như là bỏ cái trình chụp quay mặc định đi ấy. Các bạn vào System Preference, chọn Keyboard, sang tab Shortcuts, nhấn vào Screenshot rồi bỏ tích hết đi là được. Sau đó thì mở Setting CleanShot, mở tab Shortcuts, nhấn vào tùy chọn New System Default Shortcuts là được rồi nha. Vậy thôi, mình vừa giới thiệu qua về CleanShot X. Có thể là còn nhiều thiếu sót nhưng mà các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nha. Và nó có đáng không thì mình thấy là nó cũng đáng. Nó tiết kiệm cho mình rất rất nhiều thời gian và giá trị mà mình nhận được là rất lớn. Các bạn thấy thế nào? Dùng thử và để lại cảm nhận ở bên dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.